Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe về bệnh lý cơ xương khớp. Thưa quý vị, theo nhận định của nhiều chuyên gia y tế tại Việt Nam, tỷ lệ người mắc các bệnh về cơ xương khớp đang ngày càng gia tăng và phổ biến, thường gặp ở những đối tượng trung niên và cao tuổi. Đặc biệt thì bệnh này đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa. Vậy làm thế nào để có thể giảm bớt những khó chịu do bệnh lý cơ xương khớp gây ra đang là quan tâm của rất nhiều người bệnh? Ngày hôm nay thì chúng tôi có mời tới trường quay Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Mai Hồng, Nguyên trưởng khoa cơ xương khớp Bệnh viện Bạch Mai sẽ giúp chúng ta có những thông tin hữu ích về vấn đề này. Xin được chào chuyên gia. Xin chào luật sư Vân Anh, xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa chuyên gia, theo thống kê của ngành cơ xương khớp tại Việt Nam thì thời gian gần đây các bệnh lý liên quan đến cơ xương khớp thì đang ngày càng gia tăng ở người trẻ tuổi, thì khoảng 30% những người trên 35 tuổi và khoảng 70% những người trên 65 tuổi mắc các bệnh về cơ xương khớp. Chuyên gia có thể chia sẻ thêm về bệnh lý cơ xương khớp hiện nay được không ạ? Vâng ạ, đúng vậy. Theo Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn thập niên năm 2010-2030 là thập niên xương và khớp. Điều này cho thấy mức độ phổ biến và tính chất báo động của các bệnh lý cơ xương khớp. Việt Nam thì là một trong những cái nước có số lượng người mắc các bệnh về cơ xương khớp nhiều nhất thế giới. Các bệnh lý về cơ xương khớp có thể gây đau, giảm khả năng vận động và nếu không được điều trị sớm sẽ dẫn tới tàn phế và ảnh hưởng đến chất lượng sống của người bệnh. Những bệnh cơ xương khớp thì bao gồm những bệnh như là đau cột sống thắt lưng, thoái hóa khớp, loãng xương, viêm khớp dạng thấp, thoát vị địa đệm, những bệnh lý khớp viêm. Vậy chuyên gia có thể lý giải thêm về nguyên nhân của các vấn đề trên được không ạ? Những bệnh lý cơ xương khớp thì gồm có bệnh lý khớp viêm và bệnh lý khớp không viêm. Những bệnh lý khớp không viêm thì hay gặp nhất là thoái hóa khớp, nguyên nhân là do lão hóa. Ngoài ra, những yếu tố khác như là lao động, thể lực hoặc là dinh dưỡng hoặc thói quen sinh hoạt như ít vận động hoặc là vận động quá mức, vận động sai tư thế, thậm chí khi mà lao động làm việc không đúng phương pháp hoặc nghỉ ngơi không thích hợp cũng gây ra những bệnh lý về cơ xương khớp. Theo thống kê của công ty nghiên cứu thị trường IPOS tháng 4 năm 2010 thì tại Việt Nam cứ 100 người lớn từ 25 đến 45 tuổi thì có tới 27 người bị đau lưng, 20 người bị đau vai gáy và 8 người bị đau khớp và 3 người bị viêm khớp hoặc là thoái hóa. Con số này cho thấy các cơn đau cơ xương khớp thoái hóa không chỉ xuất hiện ở những người có tuổi mà còn xuất hiện ở những người trẻ và thường cái tỷ lệ trẻ có xu hướng gia tăng và nếu không được chẩn đoán và điều trị sớm sẽ gây ra tổn thương ở khớp nặng hơn và có thể dẫn tới tàn phế. Vậy thì chuyên gia có thể giúp tôi phân loại các bệnh lý về cơ xương khớp được không ạ? Vâng, đau xương khớp thì được chia thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là đau xương khớp do cơ học và do viêm, nhóm thứ hai. Trong đó, đau xương khớp do cơ học là khi vận động hoặc là khi nghỉ ngơi có thể gây đau. Đau do viêm xuất hiện đau liên tục cả khi nghỉ ngơi và thường vào ban đêm, nhất là khi gần sáng. Bệnh thường kèm theo những biểu hiện như là sưng nóng đỏ đau, hạn chế vận động các khớp, như là cứng khớp, có thể cứng khớp kéo dài trên 1 giờ. Và đặc biệt là thường đau rõ nhất và cứng khớp rõ nhất vào buổi sáng. Nếu bệnh nhân nghỉ ngơi hoặc là ít vận động thì có thể những cái thời gian cứng khớp kéo dài nhiều giờ. Nếu bệnh tiến triển nặng thì triệu chứng đau liên tục suốt ngày đêm và cơn đau không thuyên giảm dù đã được nghỉ ngơi hoặc là vận động, và những cơn đau này thì khiến bệnh nhân mệt mỏi, mất ngủ, căng thẳng và đau ngày càng tăng thì có thể xuất hiện triệu chứng như là teo cơ hoặc là dính khớp và có thể ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống. Và theo thống kê của thế giới thì những bệnh đau xương khớp là một trong 10 bệnh hàng đầu có thể gây ra tàn phế và thậm chí có thể dẫn tới những trường hợp như là dính hoặc là hoại tử xương, và nhiều bệnh nhân thì phải
ngồi một chỗ do tình trạng tiến triển của bệnh lý cơ xương khớp nặng nề. Có một thực trạng là những người mà mắc các bệnh lý về cơ xương khớp thì họ sẽ thường gặp khó khăn trong cái việc vận động rồi đi lại. Thế nên là họ thường có xu hướng là tự ý mua thuốc về điều trị. Thậm chí những cái thuốc đấy còn chưa được chỉ dẫn của bác sĩ, hoặc là những cái thuốc đấy không rõ nguồn gốc trên thị trường. Việc làm này thì sẽ gây hại gì cho sức khỏe ạ? Đúng vậy, thực tế ở Việt Nam thì khi đau khớp rất nhiều người tự ý mua thuốc và tự ý uống thuốc, nhất là những thuốc không rõ nguồn gốc. Đối với những cái thuốc giảm đau thì thường có hai loại. Thứ nhất là nhóm thuốc giảm đau không steroid, và nhóm thuốc thứ hai là nhóm thuốc corticosteroid. Thậm chí là những cái thuốc nam hiện tại bán trôi nổi trên thị trường, người ta trộn rất nhiều những thành phần như corticosteroid hoặc những thuốc chống viêm giảm đau mạnh. Chính vậy, rất là nhiều bệnh nhân khi sử dụng những cái thuốc giảm đau không rõ nguồn gốc sẽ có các tác dụng phụ. Cái thứ nhất là có thể gây ra viêm dạ dày. Cái thứ hai có thể gây ra tổn thương thận, bởi vì những thuốc chống viêm giảm đau không steroid có thể giảm tưới máu tới thận và có thể gây suy thận cấp. Một số trường hợp thì gây ra tình trạng là tăng huyết áp trên những bệnh nhân đã có bệnh nền là tăng huyết áp, thì những thuốc chống viêm giảm đau không steroid có thể tăng huyết áp từ 4 đến 6 mm thủy ngân. Và một số ít bệnh nhân khi dùng những thuốc chống viêm giảm đau liều cao có thể gây ra những triệu chứng như nhồi máu cơ tim, ảnh hưởng đến tính mạng. Thêm nữa, những thuốc chống viêm giảm đau không steroid hoặc là corticosteroid còn gây ra viêm dạ dày, gây loét dạ dày, thậm chí dẫn tới chảy máu. Một số trường hợp dùng thuốc giảm đau không steroid thì có thể dẫn tới loãng xương, hoặc là những trường hợp có thể gây ra suy thượng thận cấp do sử dụng corticosteroid kéo dài, rất là nguy hiểm. Chính vì vậy, bệnh nhân cần phải điều trị những cái thuốc được chỉ dẫn của bác sĩ, sử dụng đúng liều, đúng tình trạng của bệnh để hạn chế những cái tác dụng phụ của thuốc, cũng như là hạn chế cái sự tiến triển nặng của bệnh khớp. Vậy thưa chuyên gia, hiện nay đang có những phương pháp nào giúp phòng ngừa cũng như là ngăn chặn bệnh lý xương khớp hiệu quả, an toàn mà người bệnh có thể dùng tại nhà? Vâng ạ, điều trị các bệnh lý cơ xương khớp cần tìm nguyên nhân và có phác đồ điều trị phù hợp. Chính vì vậy, khi bệnh nhân đang đau hay gặp các bệnh lý về cơ xương khớp thì cần phải được tư vấn điều trị đúng. Có một số sản phẩm chất bổ sung mà người bệnh lý cơ xương khớp có thể sử dụng, như sản phẩm BZK-MAC này. Sản phẩm này có chứa các thành phần rất hiệu quả trong việc hỗ trợ điều trị các bệnh lý viêm khớp, thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống và thoái hóa hay là thoát vị đĩa đệm. Chuyên gia vừa nhắc đến sản phẩm BZK-MAC, vậy thì chuyên gia có thể giải thích kỹ hơn, chia sẻ kỹ hơn về sản phẩm BZK-MAC này được không ạ? Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc tư vấn và điều trị cho bệnh nhân gặp các vấn đề về cơ xương khớp và thoái hóa, tôi đã áp dụng biện pháp BZK-MAC vào phác đồ điều trị và hầu hết các bệnh nhân đều cải thiện rõ rệt về tình trạng đau nhức xương khớp và thoái hóa. BZK-MAC được biết đến là một trong những sản phẩm hỗ trợ điều trị các bệnh lý về cơ xương khớp, thoái hóa hàng đầu tại Mỹ và đã được các chuyên gia nghiên cứu kiểm nghiệm. Không những chỉ giúp giảm đau hiệu quả, BZK-MAC còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và duy trì sức khỏe của sụn khớp. Trên thị trường hiện nay có một số sản phẩm về cơ xương khớp có chứa các thành phần collagen thủy phân hay còn gọi là peptan, hoặc là thành phần chiết xuất rễ cây móng quỷ, được người tiêu dùng và các chuyên gia đánh giá cao về độ hiệu quả. Nhưng với sản phẩm xương khớp BZK-MAC còn được cải tiến hơn rất nhiều. Trong sản phẩm BZK-MAC có chứa cả các thành phần peptan chiết xuất rễ cây móng quỷ. Ngoài ra, sản phẩm còn có thêm các thành phần khác rất tốt cho sức khỏe cơ xương khớp như glucosamine, chondroitin, MSM, chiết xuất từ cây nhũ hương, chiết xuất từ quả dứa, chiết xuất từ gừng, chiết xuất từ nghệ. Ngoài ra còn có thêm canxi, vitamin D3 giúp cho chắc khỏe xương và giúp cải tạo sụn khớp, làm tăng những cái thành phần quan trọng như là những chất nhầy ở dịch khớp, phòng chống thoái hóa và viêm khớp. Đặc biệt trong sản phẩm BZK-MAC còn có thành phần hyaluronic acid. Hyaluronic acid thì rất ít sản phẩm trên thị trường có được hóa chất này. Tuy nhiên trong BZK-MAC thì kết hợp được hyaluronic acid
được mệnh danh là một trong những chất vàng giúp khớp khỏe mạnh, bảo vệ khớp, không bị thoái hóa. Và axit hyaluronic cũng là thành phần chính quan trọng, chất nhờn, bôi trơn cho sức khỏe của sụn khớp. Và tôi khuyến khích các bạn nên bổ sung BCK Max vào chế độ chăm sóc sức khỏe xương khớp và nên sử dụng hàng ngày để không những chỉ giảm những triệu chứng bệnh lý mà còn duy trì một thế hệ xương khớp khỏe mạnh. Xin được cảm ơn những chia sẻ bổ ích của chuyên gia ngày hôm nay. Và thưa quý vị, nếu như quý vị cần đặt mua sản phẩm BCK Max hoặc là cần tư vấn về bệnh lý cơ xương khớp thì có thể gọi điện đến số hotline được hiển thị trên màn hình để chuyên gia và đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ tư vấn cho quý vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.